Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Lost Arena, một dự án rau mới mọi nhé Để tham gia kèo iDot này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram của cho mình. Đây là một giao à, mới xem như là một dự án mới tinh mọi người nhá. Sau khi vào đây bấm bắt đầu cho mình. Dự án này mọi người sẽ có chia phối thưởng là 233.500 token à, LORDA à, tương đương cả 35.000 đô, khá là ngon đúng không ạ? Ở đây mọi người sẽ nhập mã cấp trai cho mình 76 trừ 16 17 Ok tiếp theo mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình Ở đây mọi người sẽ follow kênh uh, Twitter này à, Các kênh trên uh, channel Telegram Đã mình nhận rồi rồi Đã kênh channel Đã rồi hết rồi Bây giờ bấm vào uh, submit này Nhập địa chỉ email của mọi người vào Okay. tiếp theo là follow Twitter Ở đây bấm theo dõi rồi Sau đó copy profile link kênh Twitter của mọi người sau đó gửi vào đây Ok Tiếp theo follow kênh Facebook xem là retweet có là cần retweet không Twitter like và retweet Mở Twitter lên mọi người retweet bài đăng luôn Đây dự án đây mới này Bấm thích này ở à, đây mình đã Hình như cái bài đăng của dự án này nó chưa cập nhật mọi người ạ, bởi vì đây là rao 1 nhá. Đây là cái dự án rao một mình có chia sẻ mọi người trên biểu mẫu glem io này. Còn rao 2 nó vẫn chưa cập nhật thì phải. là những cái rao mới nó chưa cập nhật mọi người ạ. Không thấy. Ok không sao, nếu như không thấy thì quay trở lại luôn trở lại Telegram. Bây giờ mọi người sẽ join vào kênh Facebook này. Ở đây thì ra một mình đã follow rồi thì bây giờ mình follow tiếp này. Đấy, sau đó copy profile link kênh Facebook của mọi người nhé. Bây giờ bấm trở lại này. Sau đây bấm sẽ bấm vào phần avatar cho mình. Bấm vào avatar này. Tiếp theo bấm vào ba gạch này ở đây mọi người sao chép liên kết cá nhân của mọi người, rồi sau đấy gửi profile link kênh facebook của mọi người vào đây. ok tiếp theo follow kênh reddit. hình như những cái nhiệm vụ này mình đã làm hết rồi. bấm roi đây mình đã roi rồi. tiếp theo bấm vào ba gạch chỗ này, sau đấy bấm vào phần avatar đây, username đấy, sao chép cái link này, đấy, rồi sau đấy gửi profiling kênh Reddit vào đây. Ok. Tiếp theo join vào kênh Discord ở trên này mọi quay quay trở lại trên đây, Ra vào kênh Discord cho mình. Join vào kênh Discord này. Bấm chấp nhận lời mời. Ok, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ dưới này cho mình. Mấy mũi tên này. Bấm tích vào ô vuông sau đó hoàn thành, tức là đây là mình xác minh nhá đấy theo dõi này không cần đâu rồi đi thôi nào bây giờ bấm vào đây avatar này sau đây copy profile link kênh à, reddit của mọi người sau đây à, kênh à, discord của mọi người gửi vào đây ok subscribe kênh youtube sau đây copy profile lên kênh youtube của mọi người Mọi người sẽ bấm đăng ký kênh YouTube ở đây thì mình cũng đã đăng ký rồi. Sau đây bấm trở lại, bấm vào avatar, sau đó bấm vào kênh của bạn. Tiếp theo bấm vào ba gạch. Ở đây mọi người sẽ sao chép, sao chép liên kết, sau đấy gửi profile link kênh YouTube của mọi người vào đây. OK. Tiếp theo là subscribe kênh Airdot, mọi người sẽ lên. Mọi người sẽ bấm đăng ký kênh này, sau đây bấm vào video, mọi người chia sẻ cái video này lên kênh Twitter cho mình nhé. Bấm vào thích này sau đây bấm vào chữ chia sẻ chia sẻ mọi người chia sẻ lên kênh twitter này đăng tweet này rồi tiếp theo bây giờ quay trở lại kênh twitter của mọi người bấm z này bây giờ mà quay trở lại kênh twitter này trở lại twitter bấm vào avatar bấm một phần hồ sơ. Ở đây mọi người sao chép, đây, mọi người vừa chia sẻ cái video lên kênh Twitter, mọi người sao chép cái link này cho mình. Sau đấy gửi vào đây cho mình. Ok. Bạn đã join vào kênh Twitter trên à, kênh liên kết chưa? Mọi người sẽ join vào đây, mọi người sẽ retweet lại kênh này, bấm retweet. Sau đấy mọi người phải retweet lại cơ, không phải retweet này đâu. Đây. lại. Rồi, quay trở lại. Bấm vào Z cho mình nhé. Ok, bạn đã join vào kênh Telegram chưa? Mọi rơi vào. Đã rồi, bấm Z. <laughs> Bây giờ mọi người sẽ dùng địa chỉ ví Solana nhé, mạng Solana thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví Solana ở trên ví tất uh, uh, ví Solana nhé, mạng Solana trên ví solet.io nhé. Thì uh, mình sẽ để link đăng ký tài khoản solet.io ở dưới phần mô tả để mọi copy để chỉ ví chứ còn mình sẽ không hướng dẫn mọi người video hướng dẫn mọi người nhé đây mọi người sẽ copy để chỉ ví Sol cho mình bấm vào đây sau đấy bấm vào chữ rigit bấm vào sao chép rồi sau đấy gửi để chỉ ví vào đây thôi hoặc là mọi người sẽ dùng để chỉ ví solana ở trên phantom nhé đấy nó có hai hai thay hai cái rồi join vào kênh group telegram đã rồi bấm vào complete ok và đây mọi người sẽ có một cái link red mọi người chia sẻ với bạn bè người thân để kiếm thêm token nhé với dự án này mọi người sẽ nhận uh, ăn chia ba ba mươi ba năm trăm token uh, uh, bao nhiêu token uh, lorda uh, tương đương cả ờ đúng rồi năm nghìn đô và mọi người sẽ nhận được gần năm mươi bảy token lorda nhá cảm ơn mọi người xem video tạm biệt mọi người hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo